kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 30 tháng 1 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc thông điệp liên bang 2018 trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ với chủ đề xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và tự hào. Ngày 31 tháng 1, các nhà đàm phán Liên minh châu Âu cho rằng không có lý do để thảo luận với Anh về việc duy trì quyền tiếp cận thị trường EU cho các thể chế tài chính của Anh sau khi nước Anh rời khỏi Liên minh, song sẵn sàng xem xét thỏa thuận thương mại tự do trong lĩnh vực này. Ngày 31 tháng 1, Liên minh Dân chủ xã hội cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đạt thêm thỏa thuận quan trọng với Đảng Dân chủ xã hội SPD về vấn đề lương hưu. Bất chấp những nghi ngại xung quanh việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU hay còn gọi là Brexit, nền kinh tế khu vực Eurozone vẫn tăng trưởng 2,5% trong năm 2017, cao hơn hẳn so với mức 1,8% của năm trước. Thưa quý vị, năm 2017 đã trôi qua với rất nhiều thăng trầm diễn ra trên thế giới, với những diễn biến phức tạp trong tình hình chính trị và kinh tế. Thế nhưng trong bối cảnh nhiều nền kinh tế chững lại trước những bất ổn kia, thì một trong những quốc gia từng đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị, ngoại giao và kinh tế nặng nề nhất lại đang trở mình vươn lên, đó là Ukraine. Thâm hụt ngân sách và kỷ luật ngân sách đã được khôi phục, tăng trưởng kinh tế bám sát vào chương trình của IMF và nạn tham nhũng đang dần được đẩy lùi. Chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn lại một năm của Ukraine. Sau nhiều năm chìm trong khó khăn, nền kinh tế Ukraine đã xuất hiện những tín hiệu tích cực. Năm 2017, Ukraine chứng kiến tăng trưởng GDP ở mức 2,2%. Thậm chí, Ngân hàng Thế giới World Bank còn dự báo con số này là 3,5% trong năm 2018. Hoạt động xuất khẩu kim loại, quặng sắt và lúa gạo của Ukraine đang tăng trở lại sau khi cuộc chiến ở Donbass đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp than và thép của nước này. Ukraine cũng bám sát chương trình mà Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vạch ra cho quốc gia này. Cụ thể, IMF đồng ý trao cho Ukraine số tiền 17,5 tỷ đô la Mỹ để khôi phục kinh tế. Mục tiêu của IMF là ổn định nền kinh tế Ukraine và từ đó giúp Kiev quay trở lại con đường tăng trưởng kinh tế. Số tiền 17,5 tỷ đô la Mỹ trên đã tạo ra những cải cách đáng kể, như việc giới chức các cấp trong chính phủ Ukraine phải công khai khối tài sản cá nhân hay việc chính quyền Kiev tăng hàng rào thuế quan đối với mặt hàng năng lượng. Cùng với đó, các thỏa thuận thương mại tự do cũng đang góp phần quan trọng trong tiến trình cải cách kinh tế ở Ukraine. Hồi đầu năm nay, thỏa thuận tự do thương mại Canada-Ukraine đã chính thức hoàn tất. Đặc biệt, Liên minh châu Âu-EU đã hoan nghênh những nỗ lực trong tiến trình cải cách của Ukraine trong thời gian gần đây, trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế, cải cách ruộng đất. Đây cũng là lý do để công dân Ukraine được hưởng chế độ miễn thị thực khi vào châu Âu. Thỏa thuận Hiệp hội Liên minh châu Âu-Ukraine nhằm tạo ra một khu vực tự do thương mại cũng đang được tiến hành. Thưa quý vị, để có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình Ukraine năm 2017, cũng như nhân kỷ niệm 100 năm ngày thiết lập cơ quan ngoại giao Ukraine, mời quý vị cùng gặp lại một vị khách mời hết sức thân thuộc của VITV, đại sứ Ukraine tại Việt Nam, Oleksii Sokol-Plias. Cảm ơn đại sứ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn lời mời của bạn. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ông và Bộ Ngoại giao Ukraine nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cơ quan ngoại giao. Thưa đại sứ, ông có thể điểm lại những điểm sáng trong ngoại giao và kinh tế của Ukraine năm 2017. Có thể đến các nước EU mà không cần visa. 100 năm trước, cơ quan ngoại giao đã được thành lập, và đây thực sự là một ngày hết sức đáng nhớ. Sau 100 năm thành lập, đến nay Ukraine đã thiết lập quan hệ với hơn 100 quốc gia. Chúng tôi cũng trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế lớn như Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Chúng tôi đã là thành viên của Liên Hợp Quốc từ sau Thế chiến thứ hai, và nếu bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn, bạn sẽ thấy chúng tôi có vai trò hết sức tích cực trong các tổ chức quốc tế. Đề cập đến vấn đề ngoại giao hiện nay, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi đã đạt được các bước tiến lớn trong quá trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Điều này thể hiện qua việc EU đã cấp cơ chế tự do đi lại, free visa, cho Ukraine năm ngoái. Điều này hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng đạt được hiệp định tự do thương mại với nhiều nước, và chúng tôi cảm thấy rất tự hào về điều này. Còn về các thành tiệu kinh tế trong nước của Ukraine thì sao thưa ông? Năm 2017 là một năm đáng nhớ về kinh tế của chúng tôi. Sau một giai đoạn dài, 5 năm suy thoái kinh tế, chúng tôi đã đạt được tốc độ tăng trưởng dương, không phải quá cao, nhưng ấn tượng là 2,2% trong năm ngoái. Nếu bạn nhìn vào kế hoạch ngân sách của chúng tôi trong năm 2018 đang được chuẩn bị phê duyệt, bạn sẽ thấy ngân sách chính phủ đã được tăng lên 2% so với năm ngoái. Điều này cũng đơn giản là bởi GDP của chúng tôi đã được gia tăng. Nền kinh tế Ukraine là nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu, giống như Việt Nam. Trong 3 năm qua, xuất khẩu của chúng tôi đã phát triển liên tục, và năm qua chúng tôi đã đạt mức tăng ấn tượng, một bước chuyển lớn đối với chúng tôi, đó là con số 50,7 tỷ đô la Mỹ. Và trong năm 2018, chúng tôi hy vọng kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng thêm 5 tỷ đô la Mỹ nữa. Lĩnh vực có thể xuất khẩu mạnh nhất đó là nông sản. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, tôi hy vọng trong năm tới, con số sẽ khả quan hơn nữa. Vào giữa năm 2017, Ukraine đã từng bị IMF trì hoãn giải ngân quỹ cứu trợ. Vậy đến thời điểm hiện tại, chương trình cải cách để nhận cứu trợ của Ukraine đã được cải thiện như thế nào thưa đại sứ? Chương trình cứu trợ này được đưa ra bởi IMF năm 2015 và Ukraine dự kiến nhận 17,7 tỷ đô la Mỹ tiền cứu trợ nếu tôi nhớ không nhầm. Trong giai đoạn 4 năm, và cho đến nay, chúng tôi mới chỉ nhận được 8,7 tỷ đô la Mỹ. Vâng, một số điều kiện mà IMF đã đưa ra cho chúng tôi để thực hiện trước khi giải ngân. Ví dụ, họ yêu cầu chúng tôi cải cách hệ thống lương hưu, và chúng tôi đã hoàn thành việc này trong năm 2017. IMF cũng yêu cầu cải cách về các khoản nợ, nhưng sau đó họ đã rút lại yêu cầu này. Đặc biệt quan trọng, IMF muốn Ukraine cải cách nạn tham nhũng. Theo đó, luật cải cách tham nhũng cũng đã được Quốc hội Ukraine thông qua. Đối với tôi, đây là một thành công lớn mang tính đột phá. Với những nỗ lực này, khoản giải ngân tiếp theo của IMF sẽ được sớm chuyển cho Ukraine vào đầu năm nay. Tôi hy vọng như vậy. Ông có thể nói rõ hơn về các biện pháp chống tham nhũng tại Ukraine? Chúng tôi đã thành lập một cơ quan chống tham nhũng quốc gia. Đây là một cơ quan mà chúng tôi chưa từng có trước đây. Cơ quan chống tham nhũng quốc gia đã rất thành công trong việc hỗ trợ thanh lọc bộ máy lãnh đạo, chống tham nhũng không chỉ trong mà cả ngoài nước. Những thành công của chúng tôi đã được cả cộng đồng quốc tế công nhận, và Ukraine cũng đã thông qua một luật mới chống tham nhũng sẽ áp dụng trong năm nay, bao gồm các quy định chống tham nhũng mạnh mẽ. Tất cả những điều này sẽ giúp cải thiện tình hình tham nhũng đáng lo ngại mà IMF và các nước EU từng đề cập của người dân về vấn đề này cũng thay đổi rất nhanh. Theo đó, tôi tin rằng Ukraine sẽ thành công trong vấn đề này. Đây là một vấn đề quan trọng và như tôi biết, nhiều quốc gia cũng đang nỗ lực cải tổ, bao gồm cả Việt Nam. Năm 2017 cũng đánh dấu việc Ukraine tiến gần hơn đến EU khi khối này trao cho Kiev cơ chế miễn thị thực. Ý kiến của ông về điều này như thế nào? Tôi cũng như mọi người dân Ukraine đều rất vui mừng về điều này. Nay, tất cả người dân Ukraine, không chỉ là các nhà ngoại giao như trước đây, có thể đến các nước EU mà không cần visa. Ukraine là một quốc gia ở Trung Âu, và cùng với thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu EU bắt đầu có hiệu lực, việc miễn thị thực là vô cùng quan trọng. Theo đó, người dân Ukraine cảm thấy họ hội nhập với châu Âu hơn. Điều này cũng sẽ có tác động tích cực hơn đối với nền kinh tế của chúng tôi, đối với ngoại thương, cũng như việc trao đổi thông tin với các cộng đồng châu Âu khác. Không thể phủ nhận những nỗ lực của Ukraine trong công cuộc cải cách đất nước để phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị năm 2014. Tuy nhiên, phía trước Ukraine vẫn là một con đường dài trong bối cảnh những căng thẳng chính trị, xung đột vẫn còn dai dẳng và các cuộc chiến cấm vận vẫn chưa có hồi kết. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đối với Ukraine chính là việc thu hút các khoản đầu tư nước ngoài. tham nhũng, vấn đề muôn thuở tại Ukraine là một trong những rào cản chính. Các khoản cho vay mới trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của IMF dành cho Ukraine đã bị đình lại do nạn tham nhũng tái diễn. EU cũng chưa thực sự hài lòng với những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng của Kiev, vốn được xem là nội dung cải cách quan trọng và cần thiết nhất để tiến tới xem xét hỗ trợ tài chính, cũng như cân nhắc về triển vọng gia nhập EU của Ukraine. Bối cảnh châu Âu hiện nay cũng khiến yêu cầu gia nhập liên minh này của Ukraine trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các vấn đề về kinh tế, mối đe dọa khủng bố, dòng người di cư, Brexit khiến làn sóng dân túy làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết của liên minh. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất lúc này của EU là củng cố sự đoàn kết và tính bền chặt của khối trước khi tiến hành mở rộng. Bên cạnh đó, hậu quả của việc phá hủy quan hệ thương mại giữa Kiev và Moscow sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga là nền kinh tế Ukraine phải chịu tổn thất tương đối lớn. Giới kinh tế Ukraine ước tính thiệt hại do mất thị trường truyền thống dành cho các sản phẩm của mình, trong đó chủ yếu là thị trường Nga, vào khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Quốc hội nước này còn thông qua 140 biên bản lập pháp liên quan đến lệnh cấm đưa hàng hóa Ukraine qua lãnh thổ Nga, gây ra những nguy cơ lớn cho nền kinh tế. Dù con đường cải cách để vượt qua thách thức của Ukraine sẽ rất dài, song tình hình kinh tế hiện nay đã không còn ảm đạm như những gì mà báo chí vẫn thường đưa tin. Tiềm năng của Ukraine được đánh giá còn rất lớn. Quốc gia này có ưu thế địa lý như nằm trên Biển Đen và ngay ở cửa ngõ tiến vào Liên minh châu Âu EU. Ngoài ra, Ukraine còn đang nắm trong tay lực lượng lao động trẻ đông đảo mang tư tưởng ủng hộ phương Tây. Thưa ông đánh giá thế nào về triển vọng gia nhập EU của Ukraine trong thời gian tới, trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy gia tăng? Điều gì phải đến cũng sẽ đến. Chúng tôi đang nỗ lực và chúng tôi sẽ sớm trở thành thành viên của EU. Tôi tin như vậy. Chúng tôi muốn trở thành một thành viên trong Liên minh châu Âu. Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu EU và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 vừa qua. Có cơ chế miễn thị thực như tôi đã nói. Quá trình đánh giá tư cách thành viên của Ukraine cũng đã diễn ra nhiều năm. Và nay chúng tôi đang chờ trở thành thành viên chính thức của EU theo đúng như thủ tục. Tôi tin là chủ nghĩa dân túy gia tăng không phải là một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến quá trình này. Ukraine đã ứng phó như thế nào trước việc Nga tăng cường cấm vận, thưa ông? Nếu bạn nhìn vào những con số xuất khẩu của 2 năm trước của chúng tôi, bạn có thể thấy rằng thị trường chính của chúng tôi đã được chuyển hướng nhiều hơn sang châu Âu. Có thể nói đây là một sự thay đổi rất lớn. Bên cạnh đó, đối với các mặt hàng nông sản, bạn cũng có thể thấy chúng tôi không còn xuất khẩu sang Nga chủ yếu, mà nay chúng tôi đã xuất khẩu sang các thị trường châu Âu như Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ và một số khu vực khác tại châu Á. Theo đó, chúng tôi có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Nga sau các lệnh cấm vận và thay đổi cục diện tình hình. Tất nhiên, việc này không phải lựa chọn của tôi. Chính Nga đã lựa chọn điều này. Chính vì thế, việc thay đổi định hướng không có gì đáng ngạc nhiên. Và chúng tôi đang thành công trong việc tìm các thị trường khác, và chủ yếu là sang các thị trường châu Âu. Bên cạnh đó, chúng tôi đang thúc đẩy các hiệp định song phương như với Canada, Trung Quốc và cả Việt Nam. Ông dự đoán tình hình kinh tế Ukraine trong năm 2018 như thế nào? Năm 2018, tôi cho rằng xuất khẩu và dệt may vẫn sẽ là những thế mạnh trong nền kinh tế của chúng tôi. Và nền kinh tế sẽ tiếp tục thành công hơn nữa, tiếp tục đã phát triển trong năm 2017. Năm 2018 sẽ có thể là năm bùng nổ hơn. Bởi bạn biết đấy, như đã nói, năm 2017 của chúng tôi là năm đánh dấu sự chuyển đổi từ tăng trưởng âm sang tăng trưởng dương. Nếu năm ngoái chúng tôi tăng trưởng 2,2% GDP, thì năm nay có thể đạt 3% và sang năm 2019, chúng tôi có thể đạt mức tăng trưởng 4% nếu tình hình khả quan. Tất nhiên, nền kinh tế không phát triển nhanh chóng như chúng tôi hy vọng, nhưng năm nay sẽ là một năm thành công. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những con số. Tôi đang kỳ vọng vào những điều lớn lao, những hiện tượng để minh chứng cho sự phát triển này. Bạn biết đấy, hiện đang có nhiều công ty EU muốn tham gia vào thị trường Ukraine. Ví dụ, chúng tôi rất nổi tiếng về máy bay chuyên chở hạng nặng, rất lớn, nhưng nhiều công ty tư nhân EU có những loại máy bay nhẹ hơn và nhu cầu về các loại máy bay này trên thế giới rất lớn. Chính vì thế, các công ty tư nhân Ukraine đang kết hợp với những công ty từ EU để thâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Chúng tôi cũng đang phát triển hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, và với những kỳ vọng này, chúng tôi hy vọng năm 2018 sẽ là một năm đầy triển vọng và thành công. Thưa ông là đại sứ Ukraine tại Việt Nam 2 nhiệm kỳ liên tục, ông đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa hai nước trong năm vừa qua? Vâng, mở đầu cho năm 2017, vào tháng 1, như chúng ta đã biết, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đến Thụy Sĩ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và có một cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine. Hai bên đã thảo luận về việc thực hiện một số sự kiện mà sau đó lần lượt được tiến hành tại hai nước. Điển hình là chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine đến Việt Nam. Hội nghị Ủy ban Liên minh Chính phủ Việt Nam-Ukraine diễn ra tại Kiev vào tháng 10. Theo đó, hai bên đã đạt được một số thành tựu như thương mại song phương được cải thiện lên mức 500 triệu đô la Mỹ sau khi suy giảm liên tục trong 3 năm liền trước đó. Chúng ta đã ký kết một số thỏa thuận năm 2017 và sang năm 2018, hai nước sẽ ký kết 5 hiệp định nữa. Gần đây nhất sẽ là một hiệp định về hỗ trợ xuất khẩu và 4 hiệp định về nông nghiệp. Là đại sứ tại Việt Nam, tôi và các cộng sự của mình sẽ nỗ lực hết mình để đem lại thành công cho các hiệp định thương mại sắp tới giữa Việt Nam và Ukraine, để thúc đẩy hơn nữa thương mại hai bên, đặc biệt là thỏa thuận thương mại tự do đang được đàm phán. Hai nước sẽ sớm tiến hành các buổi tham vấn về chủ đề này. Và tôi tin rằng, sau khi ký kết thỏa thuận thương mại tự do, việc trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt, giữa hai nước chúng ta có nền tảng vững chắc, không phải trong lĩnh vực kinh tế, mà là giao lưu nhân dân. Ukraine đã hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ lịch sử khó khăn nhất. Rất nhiều con người Việt Nam vẫn còn nhớ đến điều này. Tôi tin rằng tương lai hợp tác giữa hai nước sẽ hết sức thành công. Chúng ta có chung quan điểm về sự hợp tác đó là phải công bằng, minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế và phát triển dựa trên đối thoại. Chính vì thế, hai nước luôn là chỗ dựa của nhau trong các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc. Theo đó, tôi tin rằng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Nhân dịp xuân 2018, đại sứ có muốn chia sẻ gì với khán giả VITV không ạ? Đầu tiên, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn đang xem VITV. Tôi xin chúc các bạn một năm mới an lành, thịnh vượng và mọi gia đình Việt Nam đều hạnh phúc. Cảm ơn đại sứ. VITV cũng xin chúc đại sứ một năm mới tốt lành. Kể từ sau cuộc khủng hoảng chính trị hồi năm 2014, Ukraine đã nhận được các gói tín dụng kích thích kinh tế từ phương Tây như khoản vay 17,5 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế và 1 tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ từ Mỹ năm 2015 và 2016. Với các khoản vay này, Ukraine đã hồi sinh nền kinh tế, cải tổ bộ máy chính trị và đạt được những thành công nhất định, và nước này đang tiếp tục nỗ lực để có thể nhận được các khoản giải ngân tiếp theo. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook, kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.